Theo thông tin từ Việt Plus, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Theo Yonhap, trong phiên họp Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 29 tháng 10, cơ quan tình báo quốc gia NIS của nước này cho hay Triều Tiên đã tăng cường đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un do lo ngại về một âm mưu ám sát có thể xảy ra. Theo NIS, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. NIS lưu ý rằng ông Kim Jong-un đã có khoảng 110 hoạt động công khai trong năm nay, tăng khoảng 60% so với năm ngoái. Cơ quan này cũng cho biết Triều Tiên đã ngừng sử dụng lịch du chê, một hệ thống đánh số 5 dựa theo năm sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành trong tháng 10 này, đồng thời Bình Nhưỡng đang tăng cường nỗ lực củng cố vị thế của ông Kim Trong un với tư cách là nhà lãnh đạo duy nhất của đất nước. Thông tin từ Việt Nam Plus, cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington giữa Ngoại trưởng Cho tae yun Bộ trưởng Quốc phòng Kim jong hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Yonhap đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức hai cộng 2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ này cho biết cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Cho Tae-yoon, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Jong-hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo bộ này, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hai nước cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Thông tin từ báo Hà Nội Mới, ngày 28 tháng 10, hãng thông tấn Yonhap cho biết, Bộ Đại Dương và Thủy Sản Hàn Quốc đã phối hợp với chính quyền các địa phương để tăng cường khả năng phòng chống thiết bị bay không người lái trong bối cảnh lo ngại an ninh ngày càng tăng. Theo đó, Hàn Quốc sẽ triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái tại các cảng ở Busan, Incheon và Ulsan trong năm tới. Bước sang năm 2026, các hệ thống này cũng sẽ được thiết lập tại Jeju, cách thủ đô Seoul 316 km về phía nam. Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cũng cho biết các hệ thống này sẽ bao gồm các thiết bị để xác định cách tiếp cận của thiết bị bay không người lái, chẳng hạn như radar, máy ảnh và máy quét tần số vô tuyến, cùng với các thiết bị gây nhiễu có thể vô hiệu hóa chúng. Cùng ngày, truyền thông Triều Tiên cho biết các phân tích do nước này tiến hành đối với nhật ký bay của thiết bị bay không người lái rơi ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này cho thấy. Thiết bị đã cất cánh từ hòn đảo biên giới bên Om của Hàn Quốc ở Hoàng Hải vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10. căn cứ vào đó Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc đứng đằng sau cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái. Đáp lại, quân đội Hàn Quốc gọi tuyên bố mới nhất của Triều Tiên là đơn phương, đồng thời từ chối sang mình. Daily NK dẫn nguồn tin cho hay, Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc giải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo hai quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía Đông thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ thị viết, chúng ta hãy kiên định bảo vệ biên giới phía Nam của đất nước và ghi lại di sản chiến thắng. Bình Nhưỡng được cho là đã ra chỉ thị này hôm 18 tháng 10, một ngày sau khi Quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt ở Gyeonggi và Đông Hề gần khu vực phi quân sự ở biên giới Liên Triều. Đây là những tuyến đường nối với Hàn Quốc và từng được xem là sự kết nối của hai miền bán đảo. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực. Truyền thông nhà nước cho biết những công trình bị phá bỏ sẽ được thay thế bởi các pháo đài phòng thủ trong tương lai. Trong chỉ thị gần đây, Triều Tiên được cho là đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc. Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành giải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1 tháng 12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể tiến hành cuộc tập trận. Trong thời gian qua, Triều Tiên cũng đã đặt thêm mìn ở khu phi quân sự, một vùng đệm dọc theo cả hai bên biên giới khi căng thẳng với Hàn Quốc không ngừng nóng lên. Khu phi quân sự rộng 4 km ở hai bên đường phân giới quân sự biên giới trên thực tế giữa hai bên sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953 tại khu vực này hai bên cài những bãi mìn dày đặc biến nó trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới hồi giữa tháng triều tiên đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới với hàn quốc chuyển sang tình trạng sẵn sàng khai hỏa căng thẳng tại khu vực bán đảo triều tiên không ngừng nóng lên trong thời gian qua khi cả hai bên đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích hàn quốc và mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của triều tiên trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc diễn tập này là hành vi có tính thù địch đe dọa tới an ninh Triều Tiên. Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này cho thấy mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa dường như khó thành hiện thực trong tương lai gần. Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag bắt đầu từ tuần này và sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 11 với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ, Hàn, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu tròn nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong Hyun sẽ tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ-Hàn (SCM) lần thứ năm sáu tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh mỹ hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước ngoài ra lãnh đạo quốc phòng mỹ hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo triều tiên tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao Daily NK dẫn nguồn tin cho hay, Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc giải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo hai quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía Đông thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ thị viết, chúng ta hãy kiên định bảo vệ biên giới phía Nam của đất nước và ghi lại di sản chiến thắng. Bình Nhưỡng được cho là đã ra chỉ thị này hôm 18 tháng 10, một ngày sau khi Quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt ở Gyeonggi và Đông Hề gần khu vực phi quân sự ở biên giới Liên Triều. Đây là những tuyến đường nối với Hàn Quốc và từng được xem là sự kết nối của hai miền bán đảo. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực. Truyền thông nhà nước cho biết những công trình bị phá bỏ sẽ được thay thế bởi các pháo đài phòng thủ trong tương lai. Trong chỉ thị gần đây, Triều Tiên được cho là đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc. Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành giải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1 tháng 12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể tiến hành cuộc tập trận. Trong thời gian qua, Triều Tiên cũng đã đặt thêm mìn ở khu phi quân sự, một vùng đệm dọc theo cả hai bên biên giới khi căng thẳng với Hàn Quốc không ngừng nóng lên. Khu phi quân sự rộng 4 km ở hai bên đường phân giới quân sự biên giới trên thực tế giữa hai bên sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Tại khu vực này, hai bên cài những bãi mìn dày đặc biến nó trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Hồi giữa tháng, Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới về Hàn Quốc chuyển sang tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong thời gian qua khi cả hai bên đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của Triều Tiên trong khi đó bình nhưỡng chỉ trích các cuộc diễn tập này là hành vi có tính thủ địch đe dọa tới an ninh triều tiên gần đây nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân tuyên bố này cho thấy mục tiêu của mỹ và hàn quốc về một bán đảo triều tiên phi hạt nhân hóa dường như khó thành hiện thực trong tương lai gần Thông tin từ báo viên Express cho biết, Seoul nói bóng bay của Bình Nhưỡng phát nổ và làm rác rơi xuống dinh Tổng thống Hàn Quốc. Lần thứ hai sự việc này xảy ra trong 3 tháng. Cơ quan an ninh Tổng thống Hàn Quốc gọi tắt là PSS cho biết đề cập tổ hợp công trình bao gồm dinh Tổng thống của nước này. Một quả bóng bay mang rác của Triều Tiên phát nổ trên không trung sáng sớm nay khiến rác vụn rơi xuống khu vực tòa nhà chính phủ Yongsan giới chức Hàn Quốc đã thu gom và kiểm tra các vật thể rơi xuống, xác nhận chúng không gây nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm môi trường, nhưng không tiết lộ cụ thể về những loại rác này. PSS đang phối hợp với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc để giám sát tình hình. Tờ Chosun Daily của Hàn Quốc cho biết, qua bóng bay mang theo truyền đơn chỉ trích Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keung Hee. Quân đội Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin này. Chính phủ Triều Tiên chưa bình luận về sự việc. Dinh Tổng thống Hàn Quốc nằm ở quận Yongsan, ở trung tâm thủ đô Seoul, thuộc tổ hợp gồm nhiều công trình như trụ sở Bộ Quốc phòng và cơ quan chính phủ. Gần đó còn có tổng hành dinh của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Hàn Quốc đã thiết lập vùng cấm bay và triển khai lượng lớn binh sĩ, khí tài để bảo vệ khu vực này. Tuy nhiên, sự việc sáng ngày 24 tháng 10 là lần thứ hai bóng bay chứa rác xuất hiện phía trên Dinh Tổng thống Hàn Quốc sau lần đầu hồi tháng 7. Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay chứa rác về phía Nam từ tháng 5 nhằm đáp trả hành động tương tự của các nhà hoạt động Hàn Quốc. Bóng bay từ Hàn Quốc thường mang theo truyền đơn tiền mặt, USB, chứa nhạc K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc. Sự việc diễn ra vài ngày sau khi bà Kim Jo Jong, là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc quân đội Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái UAV dài truyền đơn tại thủ đô Bình Nhưỡng. Bà nói Hàn Quốc sẽ phải nếm trải trực tiếp để hiểu rõ họ đã gây ra hành động nguy hiểm như thế nào, cũng như phải chịu những hậu quả tồi tệ và thảm khốc ra sao. Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho hay, Hàn Quốc dự định sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ ba lên quỹ đạo vào tháng 12 tới nhằm tăng cường năng lực giám sát Triều Tiên. Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết tên lửa của hãng SpaceX sẽ đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào tuần thứ ba hoặc tuần thứ tư của tháng 12. DAPA đang làm việc với công ty của tỷ phú Elon Musk để hoàn tất quá trình chuẩn bị. Vệ tinh này nằm trong kế hoạch của Seoul nhằm đưa 5 vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo cho đến năm 2025 để giám sát tốt hơn chương trình không gian của Triều Tiên. Hàn Quốc trước đây chủ yếu dựa vào hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp. Hai vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc được tên là SpaceX đưa lên quỹ đạo vào tháng 12 năm ngoái và tháng 4 năm nay. Vệ tinh đầu tiên được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để chụp chi tiết hình ảnh bề mặt trái đất. Vệ tinh thứ hai được trang bị các cảm biến đa, đa khẩu độ tổng hợp SAR có thể thu thập hình ảnh trong mọi điều kiện thời tiết. Trừ vệ tinh đầu tiên, tất cả các vệ tinh còn lại trong chương trình đều được trang bị SAR. Sau khi cả năm vệ tinh được phóng lên và vận hành đầy đủ, quân đội Hàn Quốc có thể giám sát một mục tiêu nào đó ở Triều Tiên với tần suất 2 giờ trên một lần quan sát. Bên cạnh đó, Hàn Quốc định sẽ tăng cường năng lực giám sát bằng cách phóng các vệ tinh trinh sát nặng từ 100 tới 500 kg bằng tên lửa nhiên liệu rắn nội địa. Những vệ tinh này dự kiến sẽ được phóng lên trong giai đoạn 2026-2030. Theo thông tin từ báo VTV cho hay, Triều Tiên đã thả khoảng 20 quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc kể từ đêm ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 10. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, gọi tắt là GCS, cho biết những quả bóng bay chở rác đã được thả qua biên giới từ đêm ngày 19 tháng 10 đến sáng sớm ngày 20 tháng 10. Các vật thể rơi xuống là rác thải sinh hoạt như giấy và nhựa viên nền, không bao gồm bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào. Mỗi quả bóng bay có đường kính khoảng 2-3 mét và dài 3-4 mét mang theo một số túi nhỏ, trong đó có chứa các loại rác. Những quả bóng bay như vậy đã được tìm thấy ở huyện biên giới Chê Âu quân đội Hàn Quốc cho biết. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và những người đào tàu Triều Tiên ở miền Nam thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng. Bán đảo Triều Tiên đang rơi vào tình trạng bên miệng hố chiến tranh. Hôm 15 tháng 10, Hàn Quốc đã bắn cảnh báo gần biên giới, nơi được tăng cường nghiêm ngặt sau khi lực lượng Triều Tiên phá hủy các con đường dọc theo biên giới bằng thuốc nổ. Cùng với đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía nam của mình. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 16 tháng 10 thông báo Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp theo yêu cầu của chủ tịch Kim Jong-un với nội dung từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia đồng thời xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc và Hoa Kỳ nếu bị tấn công, trong khi ông không ngừng thúc đẩy tăng tốc phát triển tiềm lực quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả năng lực hạt nhân của nước này. Trong bối cảnh giao tiếp ngoại giao bị đình trệ, Triều Tiên đã tham gia vào các cuộc thử tên lửa khiêu khích, trong khi Hàn Quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với Hoa Kỳ. Thông tin từ báo Lao động cho biết, theo tình báo Hàn Quốc, ít nhất 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, NIS, thông tin vào ngày 18 tháng 10, ít nhất 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện ở vùng viễn đông của Nga cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng đã công bố ảnh vệ tinh theo dõi hoạt động của lực lượng Triều Tiên. Tình báo Hàn Quốc từng công bố theo dõi một quan chức tên lửa hàng đầu của Bình Nhưỡng cùng hàng chục sĩ quan Triều Tiên khác đến thăm tiền tuyến của Nga vào tháng 8 năm nay. Nhóm Triều Tiên đã cung cấp hướng dẫn tại chỗ cho các lực lượng Nga sử dụng vũ khí của Triều Tiên. Sau đó, từ ngày 8 tới ngày 13 tháng 10, NIS theo dõi khoảng 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên di chuyển đến miền đông nước Nga nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã thị sát hai lần trước khi cho quân đội triển khai tới nga seoul cho biết các binh sĩ triều tiên được cấp quân phục vũ khí và thẻ căn cước nga cũng như được phân công vào các đơn vị có binh sĩ người siberia để ngụy trang thành người nga Seoul cũng thông tin Bình Nhưỡng đã cung cấp khoảng 13.000 container vũ khí cho Nga trong 70 chuyến hàng kể từ tháng 8 năm 2023, bao gồm tới 8 triệu viên đạn pháo 122mm và 152mm. Cơ quan tình báo Hàn Quốc thông tin thêm những chuyến vũ khí từ Triều Tiên gửi đến Nga từ tháng 8 năm ngoái, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa chống tăng. NIS nhấn mạnh trong thông cáo, hợp tác quân sự trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên mà truyền thông nước ngoài đưa tin đã chính thức được xác nhận. Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào mùa hè năm nay cam kết mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. Washington Post lưu ý sự can thiệp của Triều Tiên vào các cuộc chiến tranh nước ngoài là rất hiếm. Nếu thông tin quân đội Triều Tiên tham gia cùng với Nga được xác nhận, đây sẽ là nỗ lực tham chiến lớn đầu tiên của Triều Tiên bên ngoài đất nước. Theo các quan chức Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc, có thông tin Triều Tiên gửi cho Nga những loại đạn dược cũ từ thời Liên Xô mà Nga rất cần. Đổi lại, Triều Tiên có thể nhận được sự giúp đỡ của Nga để thúc đẩy chương trình vũ khí của nước này. Triều Tiên có một kho vũ khí thời Liên Xô được duy trì kể từ lệnh ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950 năm 1953. Triều Tiên cũng huấn luyện quân đội để ứng phó với xung đột tiềm tàng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cáo buộc Triều Tiên chuẩn bị gửi tới 10.000 quân để cùng Nga chống lại Ukraine. Tuần trước, Ukraine đánh giá có vài nghìn lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện tại Nga để có thể được triển khai đến tiền tuyến Ukraine vào cuối năm nay. Ngày 17 tháng 10, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Brussels Bỉ và tiết lộ với báo giới rằng tình báo Ukraine xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã có mặt ở Ukraine và khoảng 10.000 quân nữa đang chuẩn bị để tham chiến. Lãnh đạo tình báo Ukraine Kirill Budanov chia sẻ với trang web tin tức quân sự Gazon rằng có 2.600 binh sĩ trong tổng số binh sĩ Triều Tiên được triển khai ở Nga sẽ tham gia chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga, nơi Ukraine đã phát động một cuộc phản công bất ngờ vào tháng 8 và đang kiểm soát một phần lãnh thổ. Chủ tịch Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là một quốc gia khác và một quốc gia thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, đây là tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un khi ông đi thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Chuyến đi được thực hiện hai ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn được xem là biểu tượng cho sự hòa giải của hai bên. KCNA đưa tin, Chủ tịch nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần ghi nhớ một lần nữa, thực tế Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài và một quốc gia thù địch. Nếu chủ quyền của Triều Tiên bị Hàn Quốc, một quốc gia thù địch xâm phạm, lực lượng quân sự sẽ được sử dụng không do dự và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Cũng theo ông Kim, việc Triều Tiên chặn các tuyến đường bộ và đường sắt không chỉ mang ý nghĩa đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc và xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng thống nhất. Trong quá trình thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2, Chủ tịch Triều Tiên một lần nữa nhắc tới tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh quốc gia thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu mang tính áp đảo, bao gồm dân đe hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap, trong những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, ông Kim chỉ vào một bản đồ lớn trên bàn, phần lớn đã bị làm mờ nhưng vẫn để lộ sơ Điều này cho thấy quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên có thể đã lập kế hoạch tấn công nhắm vào thủ đô Hàn Quốc những bức ảnh còn hé lộ một màn hình tv lớn ở phía sau ông kim hiển thị bản đồ bán đảo triều tiên với một đường màu xanh được vẽ ở vị trí gần khu phi quân sự ngăn cách hàn quốc và triều tiên